ta sang bài số 2 của phần 2. À bài này là bài cũng rất là cơ bản thôi, bài này mang tính chất thực tế rất là nhiều, không có cái gì đẳng cấp lừa đảo, lừa lọc gì chúng ta ở đây hết. À, thứ nhất là các em cứ tính rất bình thường. Đầu tiên là thầy có là 330.000 m2 gương và độ phủ tương ứng là 0.72 g trên 1 mét vuông vậy các em tính được luôn là thầy tính được luôn khối lượng của bạc sẽ bằng các em lấy 30.000 nhân cho thầy với lại 0,72 30.000 nhân 0,72 sau đó chia luôn cho 108 luôn ra 200 mol luôn vậy kem có khối lượng của nó ở đây 108 21 21 600 đơn vị là gam và tương ứng với nó thì đổi ra mon. mol là 200 mol đấy có ngay thông tin này luôn câu hỏi đầu tiên là gì à, hiệu suất của cả quá trình là 80 phần em sẽ có là cả quá trình là 80 ở đây nó bảo là lượng bạc cần tráng lên với độ dày là 20,6 kg đúng rồi các em đổi này ra gam nhân 10 mũ trừ 3 là 21,6 như vậy này đúng tiếp theo à, trong dung dịch A gồm có hai molo saccharit A của thầy gồm có hai molo saccharit khi thủy phân sắc caloser, xác caloser tạo bởi glu lối furuc. Vậy kết quả khi thủy phân thì nghiễm nhiên là thu được đó là một molo là glu và một molo là furuc. Đấy như vậy đáp án này đúng này. Đúng này, đó. C trong quá trình thủy phân xác có thể thay xúc tác sai, xúc tác B không có nhá, nó chỉ thủy phân trong môi trường axit, xúc tác hoặc là enzyme mà thôi. Như vậy cái này là sai Ý D để sản xuất Thì cần ít nhất lượng xác là bao nhiêu Đấy, Thì các em Đơn vị của nó là 21 Các em tính cho luôn Bạc của thầy ở đây là 200 mol Thì sắc ca lâu dơ của thầy khi thủy phân hoàn toàn Và sau đó được phản ứng trắng bạc Thì các em có tỷ lệ là 1 chia 4 Thì các em chia 4 ra Các em lấy là 200 Các em chia cho 4 bằng 50 50 nhân cho thầy với 342 342 Thì ra là 17 um, 1, 17100 đơn vị là gam sau đó các em chia hiệu suất bởi vì hỏi chất ban đầu thì chia hiệu suất chia 078 kết quả là bằng 21375 suy ra là bằng 21375 đơn vị là gam các em nhân thứ 3 thì là 21,375 kg như vậy đáp án là D đúng này D đúng đó như vậy cái bài tập rất cơ bản về xác thôi về các bộ đúng không các bố harris các bạn hoàn toàn có thể xử lý gọn thông tin này thôi